Hôm nay thách đấu lại mời anh bớt đấy các bạn. Bữa hôm trước là có gã solo gì mà khoe hành động các thứ, xong giờ lại mời lại để làm gì này. Ui. Hôm nay thách đấu mặc cái đồ buồn cười đấy nhở. Thế cái đồ này thế nhá, kiểu ám ảnh thực sự ấy. Hôm nay thì mình lại đột nhập anh bớt ý các bạn. Ôi từ từ, thách đấu nhắn gì đây? Ông ơi á. Ôi, hôm nay thách đấu lạ nhỉ, lại xưng ông với anh bớt luôn. Ui, có chuyện gì đây? Hay là người khác vào đích thách đấu? Ui, cái thanh niên thách đấu hôm nay lịch sự thế. Thì anh hôm nay xưng ông luôn. Mọi hôm là xưng kiểu tao mày kiểu mất dạy lắm, mà hôm nay xưng ông luôn. Solo vui vui không á. Má, nó thua anh bớt, à nó thua mình suốt, hôm nay nó lại gạ mình solo này. Tôi tạo lần cuối. Solo vui vui không, tôi tạo lần cuối. Ui, lần cuối là nó phải lần cuối này các bạn. À, từ từ bây giờ mình cũng sẽ kiểu lịch sự. Ok ông. Lần cuối là sao? Ui, hôm nay thách đấu kiểu gì nhỉ? Tự nhiên gạ solo lần cuối. Chắc là thua nhiều quá chán rồi ấy. Giờ mà tôi thua thì tôi không làm phiền đến ông nữa. Nghe căng nhở, nghe chuyện kiểu căng thẳng nhở, nghe căng dậy. Ok, vô luôn. Xóa kết bạn cho ông đỡ phiền. Ui, sao hôm nay lịch sự thế nhở, hôm nay thách đấu lịch sự thực sự luôn đi, khác mọi hôm cực kỳ luôn. Ok, thách đấu có vẻ trưởng thành hơn rồi các bạn. Mọi hôm kiểu tính cách kiểu khác khác lắm mà hôm nay lại khác hơn hẳn đi. Hôm nay có vẻ trưởng thành rồi. Ôi giời ơi. Nên là lần này cho xin lỗi nhé. Ui, ui thề. Hôm nay cảm động nhỉ, hôm nay thách đấu bị gì vậy? Tự nhiên kiểu lịch sự hơn hẳn đi. Ok vậy vô solo. Solo lần cuối nha. Ôi giời ơi. Bây giờ mình sẽ bảo là solo A đúp đi các bạn. Mình đang có hứng bắn A đúp ấy. Dạ lại mình hack bắn A đúp nên là mình bây giờ mình thích solo A đúp. Solo A đúp được không? Vui vui thôi, bắn gì không quan trọng. Ok, yo. Ui trời ơi. Có vẻ là lần này thách đấu trưởng thành hơn rồi các bạn. Tự nhiên hôm nay kiểu nói chuyện lịch sự hơn hẳn ý. Mọi hôm kiểu nói chuyện kiểu vô văn hóa cực luôn ý. Mà hôm nay nói chuyện thật sự lịch sự đấy nhở. Còn bảo lần cuối solo ý các bạn. Lần này mà thanh niên này thua, lần này thanh niên đó sẽ xóa kết bạn với anh bớt luôn ý. Mà hôm thách đấu kiểu mà kiểu kiểu không lịch sự lắm mà hôm nay lịch sự thế nhỉ. Thì đó có vẻ là đã trưởng thành rồi hay là thua nhiều quá nên là hiểu 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 là hiểu hiểu gọi là gì nhỉ, hiểu bản thân mình như thế nào nhỉ. Thách đấu có vẻ trưởng thành. Ok thế này lại ok luôn. Mà thách đấu có kiểu cũng hơi buồn nhỉ. Tuy nhiên thách đấu bảo là gì nhỉ, tuy nhiên thanh niên này bảo là trận cuối solo nếu mà thua thì xóa kết bạn ấy, không làm phiền nữa. Cũng hơi buồn đấy, tự nhiên giờ mà mất kiểu không gặp thanh niên này nữa thì cũng kiểu buồn buồn kiểu gì nhỉ. Đang solo thanh niên này nhiều rồi là mà không gặp thanh niên này nữa thì kiểu hơi bị chán ấy. Nhưng không sao, nói chung là muốn chấm dứt thì chấm dứt, kiểu muốn không muốn xóa kết bạn thì cũng không sao, xóa cho xóa kết bạn luôn. Tại vì là mình cũng giờ mình cũng kiểu ít khá là ít vô ạc của anh bớt ấy, mình đang kiểu hay quay video ở ạc mình hơn ấy. Nên là tại thế là tạm biệt thanh niên này thì cũng được. Rảnh rảnh thì lại vô ạc anh bớt nữa, nếu nếu mà có gặp tiếp thì gặp thôi. Ôi kẻ thắng một ra rồi đấy các bạn. Bây giờ mà có tiền mua adup thì mình sẽ mua adup nha. Tại vì là solo adup mà các bạn. Ui kiểu lâu lắm rồi từ lúc chơi game đến giờ mà hôm nay mình mới động vào adup ở trong từ chiến trong solo ấy các bạn. Khi là mình không có động vào adup ở trong solo đâu ấy. Lâu lắm rồi mình mới động vào luôn. Thế thì mình phải thể hiện trình bắn adup của mình. mà dù hơi mù mắt. Thì thường là mình bắn trong rank quen hơn, bắn trong từ chiến thì không quen lắm. Ơ sao thanh niên đó mua long tộc thì chắc là không đủ tiền mua adup rồi. Không sao, cho nó bắn long tộc luôn. Tại vì là hôm nay là lịch sự nên là mình chiều nó luôn. Ui tại sao nhở, tại sao không trúng nhở, hay là bán không tâm bây giờ. Ui. Ui, ui 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 một viên vào người rồi. Ngài này đứng này. Không đặt keo tròn là chết nhá, bắn hết nhá. Quá chuẩn luôn. Kiểu mình tính mua hai khẩu A-Dub nhưng mà không đủ tiền nên là mình mua mỗi một khẩu thôi ý. Mua dép hết sạch tiền làm thôi, mua mỗi một khẩu bắn thôi. Bắn một khẩu thôi cũng được. Ui nó đặt keo xa thế. Ui một viên nữa, một viên nữa. Ui mà súng gì đấy, hình như là bắn A-Dub mới sao ấy, A-Dub gì mà thần lực hay gì, A-Dub gì đấy mà mới ra đấy các bạn. Nhìn nó xịn xò phết đâu đúng không nhỉ. Đúng rồi, hình như là thanh niên này bắn A-Dub thần lực. Ui thách đấu giàu nhỉ, thách đấu rơi đại gia nhỉ, kiểu mọi khi là thấy là khá là ít skin ý, hôm nay là nắm skin thật sự ý. Thách đấu có vẻ là đại gia rồi. Thách đấu trưởng thành, thách đấu đại gia, thách đấu khác xưa, thách đấu e rồi cũng khác. Đúng rồi,
Thế nên này bạn ấy đúc mới ra luôn đi các bạn. Ủa, thách đầu có vẻ đại gia đấy. Có vẻ là mình nhầm rồi ý. Tự nhiên bảo thách đầu solo A đúc, trông có vẻ là thách đầu không biết bảo A đúc hay sao ấy. Nãy giờ thu mình tận 3-0 rồi này các bạn. Ui ui, này bảo, này thì bảo không biết bắn này. Này thì không biết bắn này, 150 máu luôn này các bạn. Ui sơn chết luôn ý. À không, A đúc thần lực ý như là 165 đam một viên hay sao ấy. Ui, này thì bảo người ta không biết bắn này. Chủ quan quá trời ơi. À, tại sao mình kiểu gã thách đầu solo A đúc mà thách đầu lại đồng ý nhờ? Tại vì thanh niên này chắc là đang có skin súng mới này, tiện thể test luôn hay sao ấy. Và phải là mình không biết là anh bớt có súng đó chưa nữa. Tại là mình không có xem cái trong kho đồ ấy, chẳng biết là anh bớt có chưa. Nhưng không sao, A-Dub là cũng bắn được mà, cần gì phải A-Dub đó đâu. Mình sẽ dùng A-Dub này bắn. Ui, thế di chuyển liên tục khó bắn lắm, mình phải đứng yên mình mới bắn được. Ui, một viên. Giờ vào đầu thì nó sẽ đẹp hơn, mắt hơn ấy, nhưng mà chả vào đầu. Mình thì mình không giỏi bắn A-Dub đâu các bạn. Mình bắn A-Dub cực kỳ gà luôn đấy. Nhưng mà không sao, mình đang thử trình luôn. Kiểu là thử test thử xem như thế nào ấy. Test với thanh niên này thách đấu này luôn. Và headshot luôn. Trời ơi. Uầy, ăn mai được quải vào đầu headshot đấy. Chứ thật ra là chả có kỹ năng gì đâu ấy. Mày đừng có bốc quét. Uầy, nhưng mà sao chơi A-Dub mà sao không tạo mắt thiết kế cho rộng nhờ, solo cho rộng ra ấy. Thế là thanh niên đó không có chơi Free Fire Max rồi. Nên lần trước là mình tạo phòng, lần này là để cho thanh niên đó tạo phòng. Này hôm nay là thách đấu, có thể thách đấu đại gia mà, nên là thách đấu tạo phòng luôn. Thách đấu này. Ui, giờ mà kiểu không chơi với kiểu là trận cuối cùng solo với thanh niên này ý, thì về sau mình sẽ không có gọi thanh, không có còn gọi là thanh niên thách đấu nữa ý. Kiểu mất thanh niên thách đấu luôn. Ui ok, ui kiểu là mình không có tập trung bắn lắm. Để thanh niên này gỡ được hai trận thắng rồi này. Thanh niên đó bảo là trận cuối các bạn, nên là giờ mà mình thắng là phải tạm biệt rồi. Nên không sợ, bắn đi đâu thì bắn, thắng anh cũng được, tạm biệt cũng được. Thực ra cũng chẳng quan trọng đâu ý, tại vì là mình cũng khá là ít vô ạc của anh bớt rồi ý. À, mất thanh niên này cũng được, nhưng mà nó cũng hơi buồn. Kiểu đang chơi thanh niên này vui ý, kiểu đang hay gạ thanh niên này chơi solo. À không phải, mà thanh niên đó hay gạ anh bớt chơi solo ý. Mà lại đúng lúc là mình đã ở trong ạc anh bớt luôn ý. Kiểu từ nhân giờ kiểu trận cuối rồi thì cũng hơi tiếc, hơi buồn một chút. Nhưng không sao, ui. Ui, thanh niên đó dùng Chrono luôn. Ok, được. Chiến thuật đấy. Có tố chất đấy. Ui, nhưng không biết mình có chơi bẩn không nữa. Tự nhiên thanh niên đó đang quần máu, tự nhiên mình bắn. Nhưng mà do thanh niên đó không đặt keo mà các bạn. Nghĩ đi nghĩ lại thì mình vẫn thấy là hôm nay thanh niên này lịch sự nhở. Tự nhiên kiểu xưng hô khác biệt mọi hôm luôn ý. Mọi hôm là xưng hô kiểu khác, hôm nay là xưng hô kiểu khác. Ui, má mình tưởng nó là đằng kia luôn ý. Này chơi đục keo luôn á. Ghê nhớm. Từ bình tĩnh coi. Ui. Ui giời ơi, mình đang yếu máu luôn chứ. Ok. 6-3 thôi, mình sẽ cố thắng với tỷ số kiểu cách biệt một chút nhá. Không có để kiểu rẽn, không có để kiểu gần dễ thua lắm. Giờ sẽ cố thắng với tỷ số 7-3 luôn. Mình để ý là từ lúc solo với thanh niên thách đấu là ấy, chả thấy thanh niên này thắng được một phát nào luôn ấy, toàn thua ấy. Không hiểu danh thách đấu kiểu gì mà toàn thua vậy. Ok thắng rồi này. À đâu, còn một round nữa chứ. Quên. Đùa tí thôi mà. Mình không biết là hình như là nãy lúc đầu thanh niên này bảo là gì nhỉ? Nếu mà thua thì xóa kết bạn không làm phiền nữa hay sao á. Không biết là đến lúc mà xóa kết bạn không biết được tương lai có gặp lại được không ý. Video lại gặp lại ở đâu đó. Video lại có khi lại gặp lại. Ui. Mà gặp lại cũng khó lắm đấy. Tại vì là một con game rất nhiều người chơi mà, khó mà gặp lại luôn ý. Ui. Rồi mà để 500 máu thì chơi nó sẽ kiểu lâu hơn đi. Nhưng mà thôi để 200. Thanh niên này để có 200. Ui thắng rồi nè. Mà có vậy thắng đồng nghĩa với việc là phải tạm biệt thanh niên này sao. Giờ thanh niên này kiểu mình không biết thanh niên này Aura có xóa kết bạn không nữa ý. Không biết có kiểu như thế nào nữa. Bây giờ mình sẽ Aura xem như thế nào nha các bạn. A few moments later. Thanh niên thách đấu đâu rồi? Từ, để mình xem trong danh sách bạn bè xem là đã xóa kết bạn lại với anh bớt rồi hay sao ấy. Từ nha, để xem có xóa kết bạn hay không, để mình sẽ kéo xuống tận dưới nha các bạn. Ui, không thấy đâu luôn đấy các bạn. Ui vậy, chắc là xóa kết bạn với anh bớt rồi ấy. Chắc là thanh niên này nói được làm được rồi hay sao ấy. Ui,
Quy đồng nghĩa về việc làm giờ phải tạm biệt thanh niên đó sao? Giờ không có cơ hội gặp lại thanh niên thách đầu đó sao? Kiểu là không biết info gì của thanh niên đó ấy. Ui, ui buồn thế nhở? Thôi không sao, kệ đi. Thế là từ giờ trở đi, đột nhập anh bớt thì mình sẽ không phải solo với thanh niên đó nữa ấy. Ui, thanh niên đó xóa kết bạn với anh bớt rồi, trời ơi. Thôi chắc là mình sẽ dừng video tại đây nha. Và kéo lại theo dõi video của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye các bạn, đừng quên cho mình xin một like và đăng ký kênh nha. Bye bye.